quen thuộc, đó là chị Mai Hương. Hôm nay ngoài kem mít mà chị Mai Hương mang cho mình nữa thì chị Mai Hương còn cho mình miếng sơ mướp. Sơ mướp thật đấy mọi người, nó đen đen, sơ mướp thật đấy. Sơ mướp mà nó rụng từ trên cây xuống, nó khô đi. Chị Hương đã phơi khô rồi và tặng cho mình. Và mình chỉ việc là vò bớt cái hạt bên trong và làm sạch nó để có thể sử dụng. Thì câu chuyện liên quan đến cái sơ mướp là như thế này. Thời gian gần đây thì mình đã không dùng xà bông, mình đã không dùng sữa tắm, và mình chỉ dùng cái sơ mướp này để tắm thôi. Và chị Hương biết được điều đó nên chị Hương đã tặng cho mình cái sơ mướp. Và thực ra cái người mình đã sở hữu cái sơ mướp này khá là lâu rồi. Mình mua ở Masterton vì đơn giản nó đẹp. Mình mua về mình định là rửa bát với một tuần thì cắt đôi như này này. Một cái phần là mình rửa bát, còn một phần thì mình chỉ định là mình sẽ tẩy da chết một tuần một hai lần ấy. Thế nhưng mà sau khi gặp chị Hương cái lần trước khi mà chị Hương đến đây mua Lovens thì chị Hương còn nói với mình một cái cách sử dụng sơ mướp cực kỳ tuyệt vời nữa. Thì ngày hôm nay chị Hương ở đây và chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm mà chị Hương đã dùng sơ mướp này để rửa bát không xà phòng trong rất nhiều năm qua. Chị Hương ơi, chị Hương bắt đầu câu chuyện của mình không? Thực ra là cái hồi mới về nhà chồng ấy thì thấy mẹ chồng cứ sử dụng cái sơ mướp này mà thực sự đi tìm khắp chẳng thấy dầu rửa bát ở đâu. Xong một hồi thì hỏi thì mẹ chồng có nói là không sử dụng dầu rửa bát mà chỉ sử dụng sơ mướp để rửa bát. Lúc đầu thấy rất là khó chịu nhưng mà thực ra là đến bây giờ thì lại thấy thật sự là tốt. Bởi vì sao? Nhà mình thường là cứ sẽ có một chút nước nóng, tức là nước ấm ấm các bạn ạ, cùng với cái sơ mướp này các bạn rửa bát kể cả dầu mỡ các thứ sạch vô cùng luôn, mà lại không liên quan đến hóa chất. Như vậy là nó sẽ không bị tác dụng trực tiếp đến cái bát ăn và những cái đũa thìa của mình. Đấy là rất nhiều năm nay mà lấy chồng được 5 năm rồi, còn những cái năm trước mẹ chồng sử dụng nữa thì không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà rất là ưa chuộng cái sơ mướp này và luôn luôn là rình rập xem nhà ai có cây mướp để xin đấy. Mình còn được biết là chị Hương còn không sử dụng xà bông, không sử dụng sữa tắm, không sử dụng sữa rửa mặt, và chị Hương hoàn toàn là dùng nước. Nhưng mà cái nước da của chị Hương như mọi người thấy ấy, nó rất là đẹp. Thì mình cứ hỏi chị Hương cách chăm sóc, nhưng chị Hương bảo chị Hương chăm sóc bằng nước lã. Và câu chuyện của chị Hương và cả mình bắt đầu từ hôm đó. Chị Hương có thể chia sẻ về cái chuyện việc đó được không ạ? Rửa mặt thì có lẽ là bây giờ nếu như mọi người ở tầm tuổi Hương 37-38 tuổi thì chắc là ai cũng phải sử dụng qua các cái hóa chất để rửa mặt rồi các thứ. Nhưng mà thề với các bạn là từ bé đến lớn nhá, đến thời điểm này luôn, Hương sử dụng hoàn toàn bằng nước lã. Có thời điểm mà đi ra ngoài bị bụi quá, nó sẽ bụi bẩn nó bám trên mặt, thì Hương chỉ cho một nhúng muối vào cái chậu nước hòa ra, sau đó sử dụng khăn rửa mặt bình thường và vẫn rửa bình thường thôi ạ. Đến bây giờ con gái mình cũng làm như thế, chứ không có cái tác dụng gì của hóa chất. Đây là cuộc sống hạn chế hóa chất của Hương. Như mình được biết ý, là cái hóa chất ở trong cái sản phẩm xà bông hay là cái sữa tắm của mọi người ấy, khi mà nó chảy ra mấy nguồn nước ấy, nó sẽ ra môi trường, và như cá ăn phải là cá sẽ có thể chết hoặc cá sẽ bị nhiễm độc vào cơ thể, và mình lại ăn loại cá nữa, và như thế là mình sẽ là cái người ăn phải cái sữa tắm và cái hóa chất của mình thải ra hay sữa rửa bát thải ra. Chị Hương ơi, hình như chị Hương cũng tắm bằng nước lã thôi đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa các bạn biết là có cái viên đá mà người ta cứ cò bằng cái viên đá đấy tắm nước ấm, hoặc là mùa hè thì không tắm nước ấm nhưng mùa đông tắm nước ấm ấy, là cứ kỳ bằng cái viên đá ấy. Chắc các bạn ở quê hay là nhiều tầm tuổi như Hương chắc ai cũng được trải qua cái đấy, tức là kỳ bằng cái viên đá, và thậm chí bây giờ ở nhà vẫn còn viên đá các bạn ạ. Nhưng mà qua bạn An thì biết là An sử dụng cái sơ mướp này thì có thể là Hương sẽ làm đôi tác dụng nữa, tức là sử dụng cả sơ mướp luôn. Hôm trước thì chị mình có cái sơ mướp này và chị Hương chỉ nói là chị Hương dùng sơ mướp để rửa bát thôi, và chị Hương còn kiểu không tắm bằng nước, không bằng xà phòng ấy. Thế mình nghĩ là ok, mình sẽ không tắm bằng xà phòng, nhưng mình sẽ làm thế nào để sạch da đây, vì mình đi khói bụi rất là nhiều ngày, và mình đã dùng sơ mướp để tắm mọi người ạ. Và gần như mình thấy cái da mình rất là sạch và nó rất là láng mịn, nó rất là mượt ý. Và mình tắm 2 lần một ngày thì mình đi tập rất là nhiều, và mình cảm thấy da mình lúc nào cũng thoáng và thoải mái, làn da như là được thở ấy. Nên mọi người hãy thử đi nhé, hãy tin chị em mình. Chào mọi người. Xin chào.